Chào các bác nhá. Hôm nay em đang bàn giao chiếc xe đầu kéo Sichak 440 cầu 4.11 cho bác khách hàng ở trên Hà Nội đây. Phía trước là hai bác khách hàng đang kiểm tra xe trước khi nhận bàn giao xe. Em là tại trung tâm xe tải nhà máy ô tô TMT. Và bác ấy đã kiểm tra xong bắt đầu đánh xe về. Các bác nào có nhu cầu về xe tải, xe đầu kéo các loại, mọc, sơ mi rơ mọc thì liên hệ với em qua số điện thoại 0989 13 11 99 nha.